Xin chào cả nhà, em kính chúc quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước, thứ nhất là được nhiều sức khỏe nha, kế được bình an bên gia đình và người thân. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, gửi đến chị một miếng đất và căn nhà rất là đẹp anh chị nha. Với diện tích là ngang là 77m, chiều sâu là 34m anh chị nha. Từ căn nhà nghỉ dưỡng của mình anh chị đi ra chỗ đường nhựa huyện 34 và trường học, chợ và rất là nhiều tiện ích khác chỉ có là 300m đổ lại thôi là tới rồi. Rất là gần nha anh chị ha. Đây là trường tiểu học Long Hưng nè anh chị nha. Trên căn nhà của mình anh chị thì có 300m vuông anh chị. Là quá tuyệt vời anh chị nha. Cái hướng căn nhà nghỉ dưỡng mình là hướng chánh đông luôn anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị nha. Giờ chạy xe từ ở trường học tiểu học Long Hưng và ở đây có trường mầm non Long Hưng nữa anh chị. Ở đây là kêu bằng đường huyện 34 nha anh chị nha. Nếu chạy đi thẳng đường này luôn á là khoảng là 2 km nữa sẽ đụng tới quốc lộ A, cái chỗ mà cầu Kinh Sáng anh chị, cái chỗ cây xăng Minh Dũng anh chị nha. Đó, đường xá rất là dễ đi anh chị. Tới đây thì mình bẹo phải nha anh chị. Đó bẹo phải nó đường đan này là 3m nha. Đường đan này là mới làm khoảng 4 tháng nay anh chị. Đó đây mình bẹo phải anh chị nha. Chạy vô khoảng là 300m đổ lại là tới căn nhà nghỉ dưỡng của mình. Rồi xin mời anh chị nha. Em chạy từ từ vô để cho anh chị mình tham quan hai bên đường nha anh chị. Ở đường này thì cho xe ô tô, xe tải mình lưu thông luôn chị nha. Mình chạy vô khoảng là 200m á, đường đan là 3m, còn vô 100m đổ lại là đường đan nó là 2,5m anh chị nha. Để đường xá rất rộng rãi anh chị nha. Rồi tới đây bắt đầu mình quẹo anh chị ha. Mình quẹo vô khoảng là 100m đổ lại thôi là tới cái căn nhà của mình cần bán anh chị ha. Rồi mình đã tới vị trí đất anh chị nha. Để em xuống xe cái em quay cho chị xem nha. Đất mình mặt tiền đường này đó là 77m nha anh chị. Khá là dài anh chị ha. Đất mình rất là đẹp anh chị ha. Ở khu vực này thì có điện, nước, cáp, wifi và đèn đường đầy đủ hết anh chị nha. Đây đây. Đường xá rất là rộng rãi anh chị ha. Dân cư đây ở rất là đông nha anh chị. Đây. Để em chỉ ranh giới cho anh chị nắm nha. Đây từ chỗ cây dừa nè anh chị. Đó, cây dừa này sâu vô là 34m nha anh chị. Còn cái mặt tiền đường đan xe ô tô này á thì là 77m. Cái này lên tổng diện tích là 2.400m2 nha anh chị ha. Cái này là đất hồi xưa giờ của ông bà chưa qua đầu tư anh chị nha. Này là sổ đỏ anh chị. Cái này nếu đo lại là dư là khoảng là 2006 đến 2007 nha anh chị nha. Đây, một cái vườn dừa trái nhìn rất là mê nha anh chị. Đây. Cây trái rất là nhiều anh chị ha. Ở trước cái đường đan đó chị, đất mình đó chị thì hoặc căn nhà cấp 4 á thì có một cái đường nước nha. Đường nước này đường nhỏ thôi. Đó, khoảng là 1,5m anh chị nha. Trên căn nhà mình anh chị thì có 300m2 thổ cư nha anh chị. Ở khu vực này rất là an ninh nha anh chị nha. Đây, có cây dừa này trái nhìn rất là mê anh chị. Trái rất là sai anh chị nha. Đây, đây là căn nhà của chủ đang ở luôn anh chị. Đây. Cái này là nhà cấp 4 nhưng mà nhà thường anh chị ha, hiện tại chủ đang ở luôn. Rồi để em di chuyển tới cái ranh cuối cùng bên tay phải luôn, để em chỉ ranh giới cho anh chị xem, rồi em sẽ đi vô đất mình tham quan nha anh chị nha. Nếu mà anh chị đi thẳng đường này anh chị thì khoảng là 400m nữa sẽ đụng tới đường nhựa anh chị nha. Một hướng thì anh chị về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho, còn một hướng là ra quốc lộ A. Nếu mà từ cái căn nhà cấp 4 nghỉ dưỡng mình ra tới quốc lộ A là khoảng là 3km là tới anh chị nha. Đây, đất mình anh chị không? Đất với cái nhà mình rất là dài nha anh chị nha. Em xin nhắc lại cái vị trí đây đó là ở ấp Long Thành A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị.
Đường này là đường đan này là xe ô tô, xe tải mình lưu thông luôn nha. Đan này có khoảng là 2,5 m anh chị. Đây, nhà cửa rất là đông đúc anh chị. Ta đi nãy giờ mà chưa hết mặt tiền nữa anh chị. Đây là ranh giới mặt tiền cuối cùng của mình anh chị nha. Để quay gần lại cho anh chị xem nha. Đây. Có cây tre anh chị không? Đây. Ở bên bên ta phải anh chị có cây tre nè, đó ranh giới từ cái hàng này vô. Sâu vô là 34 m anh chị ha. Đó, còn bên ta phải đây có cái mộ là nhà kế bên anh chị ha. Không phải đất mình nha anh chị. Nó rất là cụ thể chi tiết cho anh chị nắm nha. Còn ở trước cái căn nhà nghỉ dưỡng mình đó thì có cái đường nước này là đường nước công cộng. Cái đường nước mình đặt cống hay là mình đắp được anh chị ha. Đó này mình đặt cống nó hay hơn chị, tại vì đường nước này cho mấy hàng xóm xài thôi. Chứ là đất của mình luôn anh chị ha. Đây cái mặt tiền anh chị không? Wow, mặt tiền khá là dài anh chị nha. Ở chỗ em đứng đây nè, tới chỗ xe máy anh chị là 77 m nha anh chị nha. Còn chiều sâu chỉ có 34 m thôi anh chị. Cái này lên tổng tích đó là tinh sổ á, thì là 2.400 m. Nhưng mà em có đo rồi là dư khoảng là 2.600 đến 2.700 m anh chị. Chủ ký gửi giá bán anh chị là 3,3 tỷ nha anh chị ha. Là hết diện tích đất và căn nhà mình luôn anh chị nha. Giá này là chủ bớt anh chị lúc trước là kêu cao hơn giá này nha anh chị. Cái đường nãy mình chạy vô nè chị, ở đường huyện lộ 34 anh chị, ngay chỗ mà trường mầm non, trường tiểu học anh chị ha, mình chạy vô đây. Đó chỉ có là 300 m thôi là tới anh chị. Rất là gần nha anh chị. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ mình đi vô bên trong căn nhà mình tham quan rồi xong rồi mình ra mảnh vườn nha anh chị. Đây. Thì cô chú này cũng lớn tuổi rồi, tính bán nhà để về con út ở anh chị ha, để lo tại vì cô chú cũng lớn tuổi rồi anh chị. Đây cái nhà, nhà có 4 đơn giản thôi đó. Dạ dạ xin phép chú nha, con vô nhà quay cho khách coi nha chú. Dạ dạ mình đi vô tham quan bên trong căn nhà nha anh chị. Đây đây là không gian ở phía sau đó, thì căn nhà của gia chủ được 2 phòng ngủ anh chị ha. Một cái không gian phòng khách và một không gian bếp cũng khá là rộng rãi nha anh chị nha. Nhà thì của cô chú này lớn tuổi thì cũng nhà cấp 4 thôi anh chị không, gạch nè. Căn nhà này xây là 2000 năm 2000 nha anh chị, nay cũng khoảng 12 năm rồi anh chị. Đó, nhà làm móng rất là kiên cố nha. Ở đây là cái phòng khách của gia chủ nè anh chị. Ở trên trần thì gia chủ chưa có đóng la phong nha anh chị nha. Đó, đập tôn. Không gian thì cái phòng khách rất là rộng rãi. Và cửa sổ anh chị không, thiết kế rất là rộng. Đó, lấy ánh sáng vô nè, lấy gió trời vô nè, rất là mát mẻ anh chị nha. Còn đây là cái không gian gia chủ thờ Phật anh chị ha. Đó, có bát hồ nữa anh chị. Đây. Nhà thì cũng đơn giản thôi chị ha. Rồi giờ em xin mời chị giờ đi ra cái phía sau cái bếp, rồi xong rồi em sẽ đi ra cái mảnh vườn để cho anh chị mình tham quan nha. Em xin nhắc lại cái căn nhà nghỉ dưỡng của mình đó anh chị, là có 300 m² thổ cư với diện tích là ngang là 77 m, chiều sâu là 34 m nha. Cái tên cái sổ đỏ của chủ là 2.400 m², nhưng mà cái này em có đo sơ qua đây đất là đất dư khoảng là 2.6 đến 2.7 anh chị nha. Chủ ký gửi giá bán là 3,3 tỷ, giá này là chủ đã hạ giá rồi, lúc trước kêu cao hơn giá này nha anh chị. Đó là lên hết diện tích đất luôn anh chị nha. Thế này cái sổ là hiện tại là đất này đã chưa qua đầu tư đó, là hiện tại là sổ đỏ anh chị. Dạ giờ đi ra chúng vườn chú. Đây thì chú với cô trồng rau sạch để dùng mình ăn anh chị ha. Giờ mình đi ra thông qua cái vườn rau của chú với cô ha. Vườn rau thì hiện tại thì chú trồng rau mùng tơ nè, rồi rau cải nè và rất là nhiều rau khác nha anh chị nha. Đất mình thì hiện tại là trồng dừa thì đang có quy lại luôn anh chị nha, và một cái vườn rau đó, rau sạch đó, nhà trồng luôn anh chị. Trước cái căn nhà nghỉ dưỡng mình anh chị là đường xe ô tô mình vô được anh chị ha. Đường ra nó khoảng là 2 m anh chị, nhưng mà lọt cung cấp là vô được, còn nếu mà xe lớn quá mình vô không được nha. Còn cách ở đường đan 3 m chỉ có là 100 m đầu loại thôi, rất là gần nha anh chị.
Rồi, đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nghỉ dưỡng ở xã Lâm Hưng này thì liên hệ với em số điện thoại dưới màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn nha. Rồi, xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.